Kính thưa quý vị và các bạn, thì tôi mới nói rằng là tôi có trình bày trước rằng là có thể rằng là đêm hôm nay tôi sẽ đi làm một cái chuyện ngược đời đó, đó là tôi đưa ra một cái dự báo về kết quả bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Và tôi nói rằng là ông Donald Trump sẽ đắc cử. Lẽ dĩ nhiên, có nhiều người ngạc nhiên, có nhiều người không đồng ý. Tôi rất đồng ý với những người không đồng ý đó khi đặt ra câu hỏi. Nhưng mà tôi có nói một câu rõ ràng như này đó. Câu hỏi đó, nó nhã nhặn, nó lễ độ. Đừng có nói cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Là tại vì tôi phải dặn cái bọn ché đỏ liếm bùa, tức là chó đẻ búa liềm đó, nếu mà nói về những cái chuyện tục tĩu đó, đó cha mẹ chúng mày còn thua tao nữa, thành ra cút đi chỗ khác các con. Chúng ta ở trong một cái môi trường cố gắng xây dựng một cái nhóm anh em liên lạc với nhau, thì có người tìm hiểu vấn đề, trình bày, đồng ý không đồng ý, đó là quyền của chúng ta, tức là quyền của quý vị. Nhưng mà có mỗi một cái đó, đó tôi không đồng ý đó, đó là cái quyền ngu xuẩn và vô giáo dục khi ăn nói mất dạy. Đấy, cái đó là chuyện. Vì vậy, quý vị đừng cho rằng là tôi nóng giận, không có đâu. Tôi phải dạy chúng nó và cha mẹ chúng nó về cái cách cư xử ở trong đó, cái cách thảo luận, tranh luận, nêu ra những cái vấn đề đó. Bây giờ 4 phút tôi đi vào cái đề tài mùng 3 tháng 11 này, Hoa Kỳ sẽ có một cái cuộc gọi là tổng tuyển cử, Great Election, bầu lại tổng thống, phó tổng thống, bầu lại toàn bộ Hạ viện, rồi 1/3 của Thượng viện, rồi một số thống đốc của các cái tiểu bang, rồi những chức vụ dân cử ở tại địa phương, và một số những cái đề luật, tức là những cái dự luật mà họ đề nghị cử tri cho biết nên ủng hộ hay không ủng hộ. Thành thử ra đó, đó cái cuộc tổng tuyển cử này nó rắc rối và nó nhiều khi những cái người mà ở xa đó, đó không có theo dõi được những cái sinh hoạt đó thì thấy rằng là cái đó nó kỳ cục quá các thứ. Nhưng mà ở tại Hoa Kỳ và ở trong từng địa phương một đó, đó thì người ta đã có cả năm, ít ra 6, 7 tháng theo dõi tình hình, nhận được cả trăm những cái chuyển đơn hình ảnh các thứ để quảng cáo vận động ở kia, và gửi chuyển đơn quảng cáo vận động nó như vậy được là phải có tiền chứ. Chúng tôi đã quen cái chuyện đó rồi, nhưng mà chúng tôi cũng hiểu, tôi nói là bản thân tôi đó, cũng hiểu những cái người ở xa đó đó thì không rõ chuyện này sang nước Mỹ này nó kỳ cục, nó rắc rối, thì chưa kể rằng là tuần trước nó lại còn có cái vụ gọi là khủng hoảng, tôi phải dùng chữ khủng hoảng, khi mà cái laptop của Hunter Biden bị khui ra, bên trong nó có đầy những cái chuyện nó kỳ cục. Tôi đã trình bày từ tuần trước và ngày hôm qua, chút nữa có thể trong phần 2 tôi sẽ trình bày thêm về cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ đó, tôi trở lại cái đề tài. Tất cả, tôi xin lỗi, tôi lại nói sai rồi. Đại đa số mọi người, tôi cảm ơn nhiều người cho tôi biết tình hình kỹ thuật âm thanh và dặn tôi rằng là đừng có giận dữ và tức giận, cho chúng nó cút xéo là xong. Tôi xin cảm ơn chuyện đó. Tại vì tôi làm một cái việc
nó hơi kỳ dị. Một thân một mình, ở đâu thì ở, ăn uống ra làm sao nhiều khi không có, thí dụ như là đêm hôm qua, nhưng mà vẫn cố gắng đi về đến cái văn phòng của mình, trình bày một số những cái dự kiện giúp cho những người Việt Nam chúng ta, tại vì tôi nói tiếng Việt Nam ở bên Mỹ, ở Việt Nam, ở bên Đức, ở mọi nơi, tất cả có thể hiểu được cái chuyện nó phức tạp ở bên Mỹ như này. Thì bây giờ đã là hơn 7 phút rồi, thì tôi mới nói cái câu, cái lý do tại sao tôi tiên đoán Donald Trump sẽ tái đắc cử. Và không ai biết được tương lai. Tôi có thể tôi tiên đoán sai, chuyện nó cũng bình thường. Nhưng mà ít ra phải có người nêu ra tại sao có những cái chuyện tiên đoán nó như vậy, dựa trên cơ sở của những cái dữ kiện gì, để quý vị, không phải bản thân chúng tôi, thẩm xét xem rằng là ủa, cái điều đó nó đúng hay là nó sai, để chúng ta không là một cái bọn tiêu thụ dễ dãi. Người ta nói cái gì thì nghe cái đó. Cái bọn tiêu thụ dễ dãi nhất đó là cái bọn báo chí người vẹt và người vịt ở tại bên Hoa Kỳ và ở nhiều nơi khác nữa. Nhưng mà thôi, tôi mới trở lại chuyện này. Đầu tiên hết, tại sao mọi người đều tiên đoán rằng Joe Biden sẽ thắng cử? Họ biết cái gì mà họ tiên đoán? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Thì họ đi làm một cái cuộc khảo sát dân ý, tức là polls. Họ khảo sát ra làm sao? Họ chọn một cái mẫu số dân số sample để nghĩ rằng là cái mẫu số đó, đó là tương đối, nó tiêu biểu cho nước Mỹ. Một cái thứ hai nữa, phương pháp thì họ tìm vào, thí dụ cả nước Mỹ có 330 mấy triệu người, bây giờ đó là chúng tôi chỉ có thể hỏi được 1.000 hay là 1.200 người không thôi. Thế thì tại sao quý vị chọn 1.000 người trên hơn 300 triệu người? Thì căn cứ trên những chuyện này chuyện kia, thì cái đó nó mới gọi là dân số mẫu. Rồi, thông cảm. Những ai tôi thương, sinh viên của tôi khi ngày xưa mà học về kế toán, quản trị và về thống kê, họ biết những chuyện đó. Còn cái đám bây giờ ở Việt Nam hay ngoại quốc không biết chuyện đó. Nhưng mà thôi kệ, tôi lại đóng cái ngoặc đơn nữa lại. Quý vị đã chọn được một cái dân số mẫu đó, thì cái phương tiện tiếp cận của quý vị với lại cái dân số mẫu đó, nó là cái gì? Ngày xưa gọi điện thoại, thư, thường thường là gọi điện thoại, cái điện thoại cố định ở tại nhà. Nhưng mà từ mười mấy năm nay đó, cả một cái thế giới nó đã thay đổi, và nước Mỹ thay đổi còn nhanh hơn nữa. Người ta dùng điện thoại di động. Nếu mà quý vị hỏi điện thoại cố định thì phần lớn là những người lớn tuổi ở nhà, nếu có đi ra ngoài. Còn lại nếu mà là điện thoại di động đó, là những cái người tương đối trẻ hơn. Đó là chuyện thứ hai. Nó có cái sai lệch trong cái ý tưởng của dân số mẫu. Chuyện thứ ba đó, cái cách quý vị đặt câu hỏi. Thông thường ra đó, người ta đặt câu hỏi cỡ chừng 5 đến 8 đến 10 câu thôi. Thưa cô, thưa ông, thưa bà, trong cái cuộc bầu cử sắp tới đấy, thì cô hay ông bà đó đã có quyết định hay chưa?
Thì dần dần rồi mới đi vào chuyện đó. Cái bọn khốn nạn, tôi dùng cái chữ khốn nạn với cái sự cân nhắc đấy, khi mà đi làm những cái cuộc tham khảo đó, nó là bọn trí thức. Mà tôi khinh trí thức. Tôi có nói nhiều lần người ta cũng không hiểu tại sao tôi khinh trí thức. Đưa ra cỡ chừng 20-30 câu hỏi, hỏi người ta thì người ta không muốn trả lời. Là tại vì tôi là một phụ nữ đang làm bếp, nấu nướng cho con cái, có điện thoại hỏi chúng tôi về cái chuyện này chuyện kia thì tôi trả lời, nhưng mà cứ hỏi lung tung đang đang như vậy, hoặc là về gửi email tôi bắt tôi trả lời này thế kia, họ cắt. Cái đó là một cái về phương pháp. Và tôi nghĩ rằng là những cái người mà đi ra tham khảo ý kiến đó, mà biết tự điều chỉnh được, có lẽ họ sẽ khá hơn một chút. Nhưng mà không, họ đã sai năm 2015, xin lỗi, 2016, họ còn tiếp tục sai nữa. Nhưng mà thôi, cái đó là nó là một cái chuyện bên lề về phương pháp. Để nó giải thích tại sao tôi nói rằng là ông Donald Trump vẫn tái đắc cử, là tại vì những cái công ty, những cái doanh nghiệp nó tham khảo ý kiến của cử tri hay quần chúng Mỹ đó, nó chọn dân số mẫu sai. Thứ hai, nó đặt câu hỏi khốn nạn. Tôi dùng chữ khốn nạn nhé, nó hơi tệ, phải đặt câu hỏi sai. Và nó nhận được những cái phản ứng sai, và nó ghi lại và nó phát ra cho mọi người nghe. Đại đa số các cái cuộc gọi là khảo sát đó, đều nói là Joe Biden sẽ thắng cử y hệt như 2016. Thì đã theo dõi cái tình hình chính trị của nước Mỹ từ lâu đó, tôi bảo chúng nó lại tiếp tục ngu như vậy. Chúng nó, tức là mấy thằng Mỹ khốn nạn đó, đừng có nói là tụi bênh nước Mỹ thì tôi ca tụng nước Mỹ, tôi bảo mấy thằng Mỹ khốn nạn đó, lại còn ngu nữa. Thì cái đó là về cái phương pháp khảo sát ý kiến của những người có thể sẽ đi bầu trong ngày 3 tháng 11 này. Và nhiều người đấy đó, họ đã quen những cái cuộc khảo sát mất dạy đó, khốn nạn đó, thiên lệch đó, họ cúp điện thoại, hoặc là họ còn cố tình trả lời sai nữa. Đó là những cái người mà họ không muốn nói rằng là thưa cô, thưa này, thưa thế kia, trả lời cái đó cho một cái máy điện toán, không có một người nào ở đầu đằng kia, chỉ bấm bấm nút không thôi. Họ không muốn cho biết rằng là họ sẽ bầu cho ông Trump. Cái đó là một cái chuyện quan trọng. Có thể trong tương lai, những cái đại học mà nghiên cứu về kế toán, về thống kê, về xác suất sẽ phải có một cái bộ môn nghiên cứu lại cái chuyện này. Tại sao chúng ta đều dự đoán sai hết, mà chúng ta tiếp tục dự đoán sai nữa? Cái đó nó là một chuyện quan trọng. Đó là cái phần đầu, cái lý do tại sao tôi nói rằng là ông Donald Trump ông sẽ tái đắc cử, là tại vì tôi trình bày lại cả cái bối cảnh của những cái dữ kiện mà người ta trình bày rằng là đa số những nơi này nơi kia, những cuộc khảo sát đều nói rằng là Joe Biden sẽ thắng cử. Tôi nói nôm na dễ hiểu, theo cái kiểu cứ người mà gọi là tôi ở bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm,
Và chúng mày đéo hiểu gì hết về chính người dân của chúng mày. Rồi, yeah, tôi đi sang đến một chuyện khác. Cái lý do thứ hai mà tôi đi tuyên đoán rằng là ông Donald Trump, ông tái đắc cử, chính là cái biến cố xảy ra ngày hôm nay ở tại một cái tiểu bang Pennsylvania. Trong khi Joe Biden đã lẩn trốn trong 2 ngày liền, không dám xuất hiện tại vì còn học bài, thì ông Donald Trump, ông đi ra, ông tới một cái tiểu bang người ta gọi là sôi động, thì tôi phải dùng cái chữ người ta gọi cái đó là battleground. Có một số những cái tiểu bang then chốt của nước Mỹ mà cái số người ở trong đại cử tri đoàn đó sẽ quyết định về kết quả của cái cuộc bầu cử. Tháng trước, lâu rồi, tôi có giải thích tại sao nước Mỹ có cái cuộc bầu cử tổng thống không giống các quốc gia khác mà đi theo cái thể thức gọi là gián tiếp, tức là bầu ra những cái người mà họ hẹn rằng là họ sẽ là vào đại cử tri đoàn. Các dân biểu, nghị sĩ cộng thêm với lại 2 người đại biểu của ví dụ như thủ đô Washington, họ có quyền chọn cái đó. Và cái đó là, nó là một cái sự sáng suốt vô cùng của những cái nhà lập pháp của nước Mỹ, cho đến khi cái bọn khốn nạn đảng Dân Chủ bị thất cử thì cãi lộn về chuyện đó. Tôi có trình bày rồi, và nhiều người Việt Nam đó tôi biết rằng là ở xa không hiểu gì cả, cãi lộn với tôi cái chuyện đó. Thì bây giờ đó tôi nói rằng là cái vấn đề đó là đại cử tri đoàn, chúng ta phải, nó gọi là một cái electoral college, thì có người dịch thế này dịch thế kia, nó không sao hết tất cả. Nhưng mà chúng ta nên để ý đến chuyện đó. Thành thử ra đó là những người mà đi tranh cử tổng thống đều có tấm bản đồ của toàn thể nước Mỹ, kể cả thí dụ bán đảo Alaska hoặc là quần đảo Hawaii chẳng hạn, rồi xem rằng là trong cái bản đồ đó, từng quận của từng tiểu bang một, tình hình nó ra làm sao, họ phải suy nghĩ như vậy. Họ không phải là những nhà báo khốn nạn của Việt Nam đi nói chuyện tào lao. Họ phải suy nghĩ, họ cân nhắc một chút một để xem cái dân tình ở nơi đó nó ra làm sao. Và họ đếm xem rằng là những cái nơi đó, nó những cái lá phiếu nó như nào. Thì tôi nghĩ rằng là cái lý do thứ nhất tôi có trình bày, cái cách khảo sát đó, nó sai, và nó đã sai, và nó vẫn không có được sửa. Nó làm cho mọi người đều cho rằng là Joe Biden sẽ thắng cử, trong khi tôi lại nói rằng là Joe Biden sẽ thất cử. Và tôi nói trước, Donald Trump sẽ tái đắc cử. Tôi nói sai, chắc là mọi người nói là tôi cũng bắt đầu, tôi cũng giả lẫn nó kia. Cái chuyện đó nó không sao tất cả. Chúng ta không biết trước được tương lai, nhưng mà chúng ta phải cố gắng nhìn được và dự đoán được tương lai, căn cứ trên một số những cái dữ kiện nó rõ rệt. Thì cái nơi đêm mùng 3 tháng 11, quý vị và bản thân tôi sẽ có gọi Pennsylvania làm sao, tại sao ngày hôm nay ông Trump đi vào cái chỗ đó. Nơi đó là có 20 lá phiếu của đại cử tri đoàn, những người đại biểu của cả cái tiểu bang. Và vừa rồi tối cao pháp viện của Mỹ đã lấy một cái quyết định gần như là ủng hộ phe Dân Chủ, và cái đó tôi hơi chê cái ông chủ tịch tối cao pháp viện Joe Roberts về cái quyết định đó. Nhưng mà tôi lại rất mừng, tôi phải rằng là ông Bush bổ nhiệm ông
Và tôi ra Pháp viện. Mà sau đó ông bắt đầu ông ngạc nhiên. Tôi không kính trọng John Roberts. Và tôi chờ đợi cái ngày mà bà Amy Coney Barrett đi vào đến trong đó, John Roberts là sẽ đi ỉa. Tức là lá phiếu John Roberts không có ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên, trở lại chuyện của Pennsylvania, thì người dân Pennsylvania bực bội như vậy. Thế thì người dân Pennsylvania, một cái tiểu bang có 20 lá phiếu, không nhỏ đâu nhé, họ nghĩ gì? Năm 2016, ở tại Pennsylvania có 20 lá phiếu đại biểu rồi đấy, họ đã bỏ phiếu cho Donald Trump. Ông Trump thắng Pennsylvania một cách bất ngờ đó đấy, vào năm 2016, với, thưa quý vị và các bạn, chỉ có hơn 44.000 phiếu so với lại cả cái dân số của cử tri đó, đó là 6 triệu phiếu. Ồ. Thế thì cái đó kỳ thật đấy chứ. Và bây giờ đó đó, chúng ta coi ngược lại xem cái tình hình dân số nó thay đổi. Nghiệp nhiều người. Rồi, tôi cố gắng tôi tập trung vào cái đề tài của chúng ta 23 phút, có thể rằng là nó sẽ là thành 40 phút. Tháng 11 năm ngoái, cách đây một năm đấy. Thì, Đảng Dân Chủ hào hứng coi rằng quần chúng ở Pennsylvania đấy, đi theo Đảng Dân Chủ nhiều hơn, tức là những cái người mà ghi danh bầu cử đó có 900.000 người, gần 1 triệu nhá, đông hơn bên phía Cộng Hòa. Nhưng mà cái con số thật vào đầu năm nay đó, nó chỉ còn có 700, thay vì là 900.000 bây giờ chỉ còn có 700.000. Và bây giờ thưa quý vị các bạn, còn có 100.000 phiếu thôi. Tôi nhắc lại, ông Trump ông thắng năm 2016 ở tại Pennsylvania với lại hơn 44.000 phiếu. Bây giờ đấy, mức xê xích còn có 100.000 phiếu không thôi. Thành thử ra đó đó, và nhất là sau cái quyết định vừa rồi của tối cao Pháp viện dưới sự lãnh đạo của cái ông Donald Trump, mà lại còn điều chỉnh lại cái thời khắc đi bầu rồi đó, người dân Pennsylvania rất khó chịu. Và họ mừng rằng là ông Trump đã bổ nhiệm bà Amy Coney Barrett làm thẩm phán của tối cao Pháp viện. Thưa quý vị, các bạn, tôi nói ở đây với những cái người ở xa nó, ủa tại sao tôi lại nói về Pennsylvania, cái đó nó quan trọng. Nó là một tiểu bang sôi động. Và đêm mùng 3 tháng 11, quý vị coi kết quả của Pennsylvania nó ra làm sao. Và lúc đó quý vị mới sẽ hiểu là tại sao ngày hôm nay ông Trump đi vận động tại Pennsylvania, trong khi đó Joe Biden đã là ngủ ở trong nhà. Thằng già đó đang chuẩn bị cho cái cuộc gọi là tranh luận thứ năm 2 ngày sắp tới, không đi đâu cả, trong khi đó là lừng lững đi chạy khắp nơi hết tất cả, Donald Trump. Cái đó chúng ta phải hiểu. Mà tại sao Donald Trump lại đi vào Pennsylvania, thì chúng ta nhìn thấy cái đầu của hai người đó suy nghĩ khác nhau.
họ nhìn vào cái bản đồ, họ nhìn vào chiến lược đó. Joe Biden không nhìn được cái gì hết. Một thằng già sắp chết. Trong khi đó, mọi người đều chửi Donald Trump là thất bại hết. Ông ta lại tại sao ông lại đi chọn Pennsylvania? Ông đi ông vận động cái đó. Và đi đến đâu cũng cờ quạt tưng bừng hết. Đó là một chuyện thứ hai. Tôi có nói anh là tại sao tôi đoán Donald Trump sẽ tái đắc cử, thì tôi phải cố gắng một cách rất là khoa học, khách quan trình bày những cái dữ kiện. Như là tôi nói đến một cái vùng sôi động thứ nhì nữa, chính là Florida. Mọi người nghĩ rằng là Florida là một cái tiểu bang lớn và có số gọi là đại biểu ở trong cái cử tri đó rất quan trọng, và cho rằng là Donald Trump đó, lần này đó, có thể thất bại ở tại Florida. Đêm 3 tháng 11, quý vị coi lại Pennsylvania và Florida năm 2008. Ở Florida đó, đảng Dân Chủ có cỡ chừng 700.000 người ghi danh là đảng viên Dân Chủ, và giúp cho ông Barack Obama thắng cử năm 2008 với một cái số phiếu gần 240.000 phiếu. Đó là năm 2008. Đến năm 2012 đó thì cái ưu thế đó từ 700.000 phiếu sụt xuống còn có chưa tới 600.000 phiếu. Rồi bây giờ đó đảng Dân Chủ, số đảng viên Dân Chủ ghi danh là đảng Dân Chủ ở tại Florida sụt không phải là 700.000 như là trước đây nữa, còn có 200.000 và còn sụt xuống dưới 200.000, cỡ chừng 130.000 thôi. Chưa bao giờ lại có sự sa sút đến như vậy. Thành thử ra đó, cái trận địa Florida nó không phải rằng là cái nơi mà Donald Trump sẽ thua, Joe Biden sẽ thắng. Tại vì tôi cố gắng, tôi có trình bày với quý vị những cái dữ kiện khách quan của khoa học, nó không phải là cái cảm quan của mình. Đó là hai. Bây giờ mình mới nói đến những cái thành phần thiểu số. Khi mà ông Donald Trump lên làm tổng thống, ông đã đưa ra một số những cái đường lối kinh tế, chính trị quan trọng nhất từ xã hội, nhằm không để cho nước Mỹ mất cái số nhân công của mình đi ra bên ngoài. Tại vì các cái đại doanh nghiệp đầu tư ở nước khác, nhất là ở Trung Cộng, sau đó ở Canada hay là ở Mexico chẳng hạn, ông bảo rằng là cả cái khu vực biên chế của nước Mỹ sụp đổ và nhiều người Mỹ mất việc làm. Và trong số những cái người Mỹ mất việc làm đó, những cái thành phần thiểu số da nâu, tức là Latino và da đen đó, là bị thiệt hại nhất. Ông đã cố gắng trong vòng 3 năm của ông, ông khôi phục lại. Và cái thành phần mà thiểu số da đen và da màu thấy cuộc sống của mình, công việc và lợi tức trung bình và trung vị, quan trọng hơn trung vị nó khác với lại trung bình, có cải thiện, họ có ủng hộ
ông Trump nhiều hơn những người đầu tiên, những cái người Latino, những người mà bây giờ chúng ta nói rằng là gọi là Nam Mỹ cho nó dễ hiểu, hoặc là họ nói tiếng Hispanic, trong cái gọi là thành phần dân số đó, có những cái người mà của Puerto Rico là một cái thuộc địa của nước Mỹ nằm ở bên ngoài rất nhỏ. Thành phần thứ nhì đi từ Nam Mỹ lên, ví dụ Mexico, Guatemala vân vân lên. Thành phần thứ ba đó là những người lưu vong từ Cuba. Ba thành phần đó thành cứ nói đến như gọi là người Mỹ Latino chẳng hạn, chúng ta theo cái sự ngu xuẩn của những cái tờ báo người Việt đó, những cái này kia không, nó có ba thành phần, và ba thành phần đó họ có những cái suy nghĩ khác nhau. Những người gốc Cuba đó ủng hộ ông Trump mạnh nhất, và cái đó ảnh hưởng đến Florida. Nhưng mà những cái người mà gốc Latino khác cũng ủng hộ ông Trump nhiều hơn là báo chí truyền thông của nước Mỹ tường thuật. Tôi lấy một cái thí dụ trong cái cuộc gọi là tranh cử, xin lỗi, tranh luận đây đấy, giữa ông Trump với lại ông Biden đấy, tờ hệ thống CNN nói Joe Biden thắng lớn, nhưng mà nó có một cái hệ thống truyền thông lấy tên tiếng Latino phát thanh bằng tiếng Tây Ban Nha, Telemundo. Họ hỏi khán giả của họ đã theo dõi cái cuộc tranh luận, mà khán giả của họ, thưa quý vị, họ là thành phần Latino, đã theo dõi cái cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống Joe Biden, đương kim Tổng thống Donald Trump. Họ nghĩ ai thắng những cái cuộc tranh luận này? Thưa quý vị, 2/3 những người theo dõi cái cuộc tranh luận đó ở trên cái hệ thống Telemundo đó, 2/3, 66% nhỉ? Họ nói rằng là ông Trump đã thắng, và thực sự ra đó, họ ủng hộ Donald Trump nhiều hơn những cái gì mà truyền thông báo chí đã nói. Giờ tôi lấy thí dụ, nhắc lại cái chuyện ngày xưa. Ngày xưa đó, đó là trong cái cuộc tranh cử lần trước đó, đó thì người ta cứ nghĩ rằng là ông Trump đó, đó là thua bà Hillary Clinton năm 2016. Bây giờ đó, đó là khi mà khảo sát theo những cái gọi là tường thuật của báo chí và những báo chí khốn nạn của Việt Nam đó, đó là vốn có cái truyền thống đó, tường thuật lại chuyện đó, nói là thế nào Biden cũng sẽ thắng. Sự thật đó, đó nó hơi khác một chút. Thành ra tôi mới nói đến, tôi phải hơi đi chi tiết một chút. Xin quý vị và các bạn thông cảm cho 35 phút rồi, và giờ này đó là ban đêm của chúng tôi. Nhưng mà tôi cố gắng, tôi phân tích từng chút một để chúng ta hiểu tại sao. Tại sao mà tôi lại đưa ra một cái tiên đoán nó như thế này? Và tôi có thể tiên đoán sai, xác suất đó 5% các con, nhưng mà tôi sẽ trình bày tiếp cái lý do, nó mười mấy cái lý do, cái lý do quan trọng không kém. Đảng Dân Chủ mị dân và khốn nạn luôn luôn đó là vận động những cái thiểu số da màu, thí dụ da nâu, tức là những người Latino, hoặc là da đen, hoặc là da vàng. Mị dân cái đám thiểu số da vàng này, chỉ có những cái đám da vàng ngu ngu có ăn có học mà đi theo Đảng Dân Chủ. Thực sự ra họ, cái đám thiểu số da vàng đó, người Mỹ da vàng đó, đó họ
họ coi đảng dân chủ nó không ra cái gì cả. Chúng ta phải nhìn đến những cái cuộc biểu tình vận động vừa rồi. Tôi, bạn bè tôi là thiểu số da vàng rất đông, và ngu thì rất nhiều. Và tôi bảo thôi, đi chơi chỗ khác. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta mới nói tiếp đấy. Cái chuyện thiểu số da đen, nó là một cái vấn đề kinh khủng của nước Mỹ từ lâu rồi. Và trong nhiều chương trình trước tôi đã phải giải thích cái chuyện đó. Thực sự ra, cái số người Mỹ da đen ủng hộ ông Donald Trump đó lên đến con số rất là 45%. Đó là theo khảo sát của Rasmussen. Bây giờ chúng ta nghĩ lại xem là năm ngoái thôi ông chỉ được có chừng 15-16% thôi, chứ làm sao chúng ta phải nghĩ lại. Và những cái bọn bình luận Việt Nam đó đó, óc nông cạn, không có trí nhớ, thì thấy rằng là những cái giải quyết về kinh tế xã hội và nhất là thuế khóa của nước Mỹ, nó đã nâng cao được cái mức sống, tức là cái mức lương, nó nâng cao được cái sự, cái khả năng tuyển dụng của những cái người có việc làm. Nhưng mà ba cái thành phần thiểu số được gọi là bị thất sủng, bị lãng quên đó, lên nhiều nhất: Latino và da đen. Còn da vàng đó, họ luôn luôn đó, mức có mức cao hơn, tức là họ kiếm được nhiều việc làm hơn. Cái mức lợi tức trung vị, thưa quý vị và các bạn, đừng có mắng tôi nói là trung vị, median, nó quan trọng hơn là trung bình hay là chữ bình quân nhà khuê của Hà Nội đấy, đấy. Là tại vì nó là cái con số tiêu biểu nhất, có phân nửa dân số có cái mức tỷ lệ cao hơn và phân nửa dân số có tỷ lệ thấp hơn. Con số chữ trung vị đó, nó rất quan trọng. Xin quý vị và các bạn, nhất là những giới trẻ, để ý đến thống kê học vi đến chuyện đó. Người da đen gia tăng, và phải nói thêm, trong nội các của Donald Trump hay là trong ban tham mưu của ông Trump đó, thành phần da đen rất đông. Cái bọn khốn nạn bên đảng Dân Chủ cứ chửi rằng là phải kỳ thị da đen nọ kia, mị dân khuyến khích những cái kẻ da đen thất học, du đáo, lưu manh, sử dụng bạo lực gây ra vấn đề cho xã hội Mỹ, đặng để đổ tội cho ông Trump đó, mà không nhìn thấy rằng là người da đen đó, họ nhìn cái sự thể cái đó. Tôi nghĩ rằng là nó là một cái yếu tố thứ năm khiến cho chúng ta phải để ý đến chuyện này. Bây giờ 40 phút rồi, hỏi Joe Biden ông chủ trương cái chuyện gì đó. Thằng già đó ăn nói lanh quanh, nhưng mà nó vẫn có một cái chuyện quan trọng: phải tăng thuế bọn nhà giàu, tức là những ai kiếm ra hơn 400.000 đô la một năm. Nhé. Nếu quý vị chịu khó theo dõi, có khi tôi không có thể nào tôi đi vào từng cái chi tiết đó một, nhưng mà bây giờ đó, đó tôi chỉ có ngồi tôi nhắc lại một vài những cái kinh nghiệm lịch sử của nước Mỹ. Nhiều người ở xa có thể không biết, trong cái cuộc tranh cử ngày xưa rồi, ông Jimmy Carter đụng với lại ông Ronald Reagan. Jimmy Carter là một ông tổng thống nhá, vào chức sau một nhiệm kỳ rồi đấy. Tại vì Jimmy Carter
chủ trương tăng thuế. Sau đó đó là những cái nhân vật ứng cử viên khác bên đảng Dân Chủ, thí dụ như là Walter Mondale, hoặc là tranh cử chống lại ông Reagan cũng rớt, Michael Dukakis, gốc Hy Lạp, tranh cử chống lại ông Bush cha, tức là ông Bush 41 đó, đó cũng bị rớt. Thế rồi sau đó đó là chính ông Bush 41, ông Bush cha đó, đó. Ông đã nói khi tranh cử, ông bảo read my lips, hãy nhìn vào môi tôi, không bao giờ tăng thuế. Cuối cùng đó là vì cái tình hình kinh tế suy trầm, ông tăng thuế. Ông Bush 41, anh hùng của cái trận chiến năm 1991, quyết định tăng thuế. Ông là tổng thống có một nhiệm kỳ thôi, và ông thua vào tay Bill Clinton. Chúng ta nên nhớ lại những cái chuyện đó. Sau đó đó đến người con, tức là ông Bush 43, người con tức là ông Bush thống đốc của Texas, ông thắng, ứng cử viên bên đảng Dân Chủ là phó tổng thống Al Gore năm 2000, và sau đó ông thắng cái thằng khốn nạn John Kerry, ngoại trưởng khốn nạn nhất của nước Mỹ đó, ở bên đảng Dân Chủ đó. Ông cũng thắng chuyện đó, tại vì ông chủ trương giảm thuế. Bây giờ đây chúng ta mới ngồi suy nghĩ lại, Barack Obama là một thằng tổng thống chống Mỹ mà lâu cá nhất, thì giảm bớt thuế đi. Và nhờ vậy đó là một thắng một cái ông một nghị sĩ anh hùng ngu ngu John McCain. Tôi nói là ông là anh hùng mà ngu không tưởng tượng năm 2008. Và sau đó thì chúng ta mới nhìn thấy là trong cái năm lãnh đạo của ông Trump, chúng ta mới nói đến những cái yếu tố chúng ta không có con số. Nhưng mà cái cách đây tuần trước tôi có nói đến nhiệt tình cách mạng. Chúng ta để ý thấy rằng là nhiệt tình của quần chúng trong tất cả các cái cuộc vận động tranh cử vừa rồi đó, Donald Trump đó là người gây dựng được cái nhiệt tình đó. Người ta biết ông là cách đây 10 ngày, 2 tuần cũng bị nhiễm, có thể ông bị nhiễm vi khuẩn, nhưng mà ông vào nhà thương rồi ông vùng dậy, ông bảo ông khỏi bệnh rồi ông tiếp tục ông đi. Một ngày một cái người hơn 70 tuổi đi hết chỗ này chỗ kia trong khi giải, và đi đến đâu đó có quần chúng ở. Trong khi đối diện lại đó, thì chúng ta nhìn thấy là cái nhiệt tình của cái quần chúng Dân Chủ đó là gì? Eo xèo nhân thế. Cái đó nó là một yếu tố quan trọng. Tại vì khi mà cái người lãnh đạo cả một cái trào lưu đó xuất hiện và lên tiếng mà không ai muốn nghe, không ai muốn theo dõi, thì chúng ta nhìn thấy nó không có cái mà tiếng Anh gọi là momentum, nó không có cái chớn, tôi gọi là cái chớn để chúng ta đều dễ hiểu với thực tế. Bên phía Đảng Cộng Hòa họ có cái chớn, tại vì họ đã nhìn thấy rằng là vì cái vụ đại dịch, xong rồi một cái tai nạn với một cái người da đen có tội, chứ không phải là một anh hùng da đen đâu. Chỉ có cái bọn Dân Chủ gọi cái người đó, George Floyd đó, là anh hùng da đen thì quỳ gối chúng họ. Nó gây ra bao nhiêu những cái xáo trộn ở bên trong xã hội của nước Mỹ, và ở bên trong những tiểu bang
những thành phố do đảng dân chủ được bầu lên đó, đó. Nó là xáo trộn tất cả, và bên phía dân chủ khai thác cái đó, nói cái đó là lỗi tại Donald Trump, trong khi ngược lại đó, thì những cái người Mỹ bình thường có thể là xưa nay ít khi quan tâm đến chính trị, mà lần này đó, họ nổi giận và họ đùng đùng lên nói rằng không, đi ra ủng hộ Donald Trump. Tôi nghĩ rằng là đó là một cái yếu tố bất ngờ thứ sáu, thứ bảy nữa. Những cái bọn mà làm khảo sát đó đều chật. Sau cùng đây chúng ta để ý thấy thêm một số những cái tiểu bang họ cũng có thay đổi luật lệ đặc để cho cử tri của họ có thể đi bầu sớm hơn. Cái số lá phiếu mà gửi gọi là phiếm diện mà bầu sớm đó, chưa bao giờ nó đông đến như vậy. Tất cả đảng dân chủ chỉ có một cái hy vọng là gian lận thôi, nhưng mà cái hy vọng đó nó bị triệt tiêu vì cái vụ Joe và Hunter Biden. Là cái chuyện đó có thể trong cái phần 2. Bây giờ đấy, đã quá trễ rồi, nhưng mà tôi sẽ phải nói lại rằng là tại sao tôi đưa ra mười mấy cái lý do đó khiến cho ông Donald Trump có thể thắng cử. Và khi tôi nói như vậy là tôi nói ngược với lại tuyệt đại đa số dư luận của thế giới, lẫn của nước Mỹ, lẫn của cái cộng đồng ngu ngu của Việt Nam, qua những cái tờ báo khốn nạn của Việt Nam, đó là chỉ có dịch CNN cái thứ gì không thôi mà không hiểu gì cả đấy. Tôi nói ngược, và tôi mong rằng là trong những ngày sắp tới, chúng ta còn có 14 ngày thôi, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình, và tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh những cái chuyện đó, để chúng ta hiểu được cái sự thể nó ra làm sao, nó rắc rối hơn là chúng ta nghĩ, và nó không có đơn giản như là báo chí truyền thông ở bên ngoài, nhất là khốn nạn ở bên Tàu chẳng hạn, hoặc là ở Việt Nam, hoặc là ở bên Úc, hoặc là ở Âu Châu nói tầm bậy thì cả. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. 50 phút rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện một cái chương trình và trên một cái phiên bản mới, tôi lấy tên nó là Dynamite Forum.